Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Hiện tại Đào Cường đang có mặt tại làng Nũ và hôm nay có 5 chiếc xe đang tập trung vào một nơi mà nhiều nghi vấn để tìm kiếm nạn nhân ở bên dưới thưa mọi người. Xin mời mọi người cùng với Đào Cường theo dõi clip ghi lại tại đây sáng nay ngày 23 tháng 9. Và thưa mọi người, đây là điểm mà ngày hôm qua cũng đã tìm kiếm nhưng mà chưa thấy. Và đây là điểm mà nghi ngờ có mẹ của cháu Phúc đang ở dưới đây. Và cháu Phúc là người học sinh mà đã mất đi ba mẹ và đã được chị Hoàng Hương gọi là hỗ trợ mua cho một căn nhà 3 tỷ đó mọi người. Đó là bé Phúc đó. Và tìm thấy ba của bé Phúc rồi. Tìm thấy ba của bé Phúc ở bên đây. Còn lại thì mẹ của bé Phúc thì chưa tìm thấy. Và một người cô nữa. Đấy, là có hai người. Hai người là chưa tìm thấy gia đình bé Phúc. Gia đình bé Phúc là còn hai người chưa tìm thấy thưa cô chú, anh chị và các bạn. Ở chỗ này là có 3 xe nha mọi người, và phía bên kia thì là 2 xe nữa kìa. Đó. 2 xe nữa là tổng hôm nay ở cái khu vực này là có 5 xe thưa cô chú anh chị và các bạn. Tính đến thời điểm này là đã 14 ngày tìm kiếm rồi mọi người. 14 ngày tìm kiếm cứu nạn. Và tới thời điểm hiện tại thì còn 12 người nữa chưa tìm thấy thưa cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm qua thì tìm được một em bé 1 tuổi, ngày hôm kia thì tìm được một cánh tay, một bàn tay của một nạn nhân nào đó. Và cầu xin và mong cho hôm nay sẽ tìm thấy ai đó ở đây. Người dân rất sốt ruột và căng thẳng chờ đợi thưa mọi người, sốt ruột căng thẳng chờ đợi cái
đi cần nhà đi. Hả? Anh còn đây đây pin nữa. Đồng lắm, bởi đồng lắm, có cuộn. Đi em này cuộn, á lên đi ra. Lực lượng tìm kiếm vẫn đi ở ngoài tít xa để đi tìm đó mọi người, với những chú chó nghiệp vụ đó mọi người.
hôm nay thì thấy tập trung ở đây rất nhiều xe, 5 chiếc luôn thưa cô chú, anh chị và các bạn. Và bây giờ là trưa rồi, nên là những chiếc xe, những tài xế sẽ nghỉ ngơi mọi người. Nghỉ ngơi. Các cô là người thân của các nạn nhân lên đây để mong mỏi chờ đợi. Và năm đó là năm chiếc xe. Và mọi người đang nghỉ trưa, và sáng ngày 23 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào. Cầu xin cho chiều ngày 23 này sẽ tìm được thêm các nạn nhân còn ở dưới đây. Và mời mọi người nhìn vào quang cảnh của cái khu vực này. Ở dưới đây này thì tìm được ba của bé Phúc, và xuyên qua một cành xoan nhé mọi người, cành xoan xuyên qua người của bé Phúc đó. Và họ nghi ngờ mẹ của bé Phúc sẽ nhiều khả năng đang nằm ở đây, nên là tập trung nhiều xe lại đây để tìm. Và từ ngày trưa ngày 22 đến nguyên ngày 22 buổi sáng buổi chiều không tìm thấy, và đến buổi sáng nay thì mọi người năm chiếc xe đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không có thấy. Và chúng ta mong rằng chiều ngày 23 sẽ tìm thấy các nạn nhân. Và cảm ơn mọi người đã xem clip. Xin chúc cho tất cả chúng ta luôn giữ sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Sẽ cập nhật cái thông tin của ngày 23 vào buổi chiều nó như thế nào để gửi đến cô chú, anh chị và các bạn. Mọi người xem clip cũng đừng quên bấm tặng cho Đào Cường những cái like, cũng như là bấm đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều. Hôm nay đặc biệt tập trung 5 chiếc xe lại đây luôn mọi người. Đó. Dạ, xin tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Sau một tiếng nổ chỉ có 3 phút đồng hồ là nó như thế này. Rất đáng sợ. Phải không ạ? Vâng. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.